Trong cái phần 1 bài số 4 chúng ta tìm hiểu về by design thì có một câu hỏi thì chúng ta làm gì ở đây và chúng ta sẽ có được thu nhập như thế nào, đúng không ạ? Thì sau khi tìm hiểu về các sản phẩm của by design với 3 loại hình sản phẩm đó về kỹ thuật số, travel, du lịch đấy và sức khỏe, thì trong Việt Nam chúng ta chỉ phân phối sản phẩm về SMA là sản phẩm về tín hiệu, đúng không ạ? Biết nó tốt rồi, tất cả các cái môi trường đấy nó tốt rồi, thì chúng ta trở lại cái câu chuyện để chúng ta làm gì, đúng không ạ? Và chúng ta thu nhập ra sao, đúng không ạ? Làm gì? Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta hiểu là chúng ta đang trading forex và tín hiệu là quan trọng nhất. Ai đã cháy tài khoản giơ tay, đúng không ạ? Chúng ta đều cháy tài khoản, tiếng Anh là stop out, đúng không ạ? Cháy tài khoản. Và vì chúng ta không kỷ luật, chúng ta đánh to, đúng không ạ? Không có chiến lược rõ ràng và bất ổn định về tâm lý, đúng không ạ? Thì chúng ta mới cần cái tín hiệu này, đúng không ạ? Do vậy điều đầu tiên chúng ta phải đang trading forex đã, hoặc là chúng ta sẽ trading, hoặc là chúng ta sẽ hiểu được là kiếm tiền từ forex. Vậy chúng ta phải có một cái tài khoản forex. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái tài khoản forex. Có thể tài khoản 1k, 2k, hay 20k, hay 50k, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được cái sản phẩm forex, đó là tìm hiểu các sản phẩm forex, đúng không ạ? Chúng ta phải có MT4 ở trên máy tính Windows, hay chúng ta phải có MT4 ở trên Android hoặc iOS. Vấn đề hiện tại là sản phẩm MetaQuant không còn cài đặt được ở trên iOS, nhưng mà chúng ta cũng có nhiều các giải pháp cài đặt lại rồi, đúng không ạ? Do vậy chúng ta cần phải có một cái tài khoản đó và nạp tiền vào đây, đúng không ạ? 5.000, 10.000 hay 100.000 thậm chí ok, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải hiểu được như thế. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi, chúng ta phải sẵn sàng. Đầu tiên phải sẵn sàng một tài khoản forex và chúng ta kiếm tiền ở đó. À, tư duy, nó có tư duy nhân 2 tài khoản là khác nha, nhân 10 tài khoản là khác nha, trong chơi coin hay nhân 100 tài khoản là khác, đúng không ạ? Và tư duy của chúng ta ở đây là 20% tháng trên tháng tài khoản, hay là 30% trên tháng, hay là 10% trên tháng. À, tôi nói nôm na là 10% trên tháng, ví dụ như thế, đó là quá tuyệt vời rồi đó. Tư duy đầu tiên là như vậy. Và những người chưa có tài khoản thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tư duy này và chuẩn bị tài khoản forex. À, rồi chúng ta bắt đầu với tìm hiểu nó là gì, forex là gì. Có nhiều thông tin tiêu cực hay là tích cực, đúng không ạ? Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang làm với một bà tỷ phú và chúng ta làm với một cái tín hiệu rất là tốt, đúng không ạ? Do đó chúng ta bắt đầu với tìm hiểu đến lượt là gì ạ? SMA là một cái tín hiệu để cho chúng ta giao dịch, và thậm chí chúng ta hiểu tư duy là SMA chúng ta dùng tiền để mua tín hiệu, và tín hiệu này tốt thì chúng ta mới tiếp tục mua tháng thứ hai, tháng thứ ba, đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải biết được nếu nó không tốt thì làm sao mà chúng ta mua tháng thứ hai, tháng thứ ba. Nếu chúng ta bị lừa, chúng ta sẽ lừa đầu tiên, tháng đầu tiên thôi ạ, đúng không ạ? Do đó ta hiểu được là hai cái công việc của chúng ta đó là SMA và tín hiệu cho ta giao dịch, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thu nhập ở 10% đấy, khiêm tốn nhé, có người 30%, ok, thu nhập ở 10% là giao dịch bằng SMA, đúng không ạ? Tiếp theo thu nhập ở việc chia sẻ làm sale và affiliate chẳng hạn, affiliate tức là liên quan đến F1 đấy, hay là xây hệ thống tại by design với sản phẩm lõi là SMA đó. Vậy thì chúng ta hiểu cái yếu tố này là như vậy. Chúng ta quay trở về, đúng không ạ? Sản phẩm thì công ty có rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng chúng ta tập trung chủ yếu sản phẩm MTI là SMA Trading, đúng không ạ? Lõi của nó là cái này, đúng không ạ? Là Gary Vaynerchuk. Một câu chuyện đủ lớn để họ hiểu được là chúng ta đang hợp tác với một người có kinh nghiệm. Thứ hai nữa là cái lịch sử nó rõ ràng, đúng không ạ? Có máy Facebook, thậm chí Padview chúng ta được cung cấp. Các cái tháng, đúng không ạ? Ví dụ tháng này hôm nay chúng ta được 10% rồi, nhưng mà đây là tôi làm từ những cái ngày đầu bắt đầu nó khởi động của tháng 10 đó, 10, 19, 26, 18, 21, 12 vân vân.
Đó đó là cái lịch sử, đúng không ạ? Vậy thì cái nhiệm vụ chính của chúng ta đó chính là tìm kiếm thu nhập thụ động qua giao dịch bằng SMA, và nó đủ tốt để chúng ta gia hạn tiếp tháng thứ hai, vân 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 vân, đúng không ạ? Và tìm thu nhập thông qua share về hệ thống để làm một sự nghiệp kinh doanh cùng bài đi dài. Đó đó là cái mà chúng ta cần phải làm. Vậy sơ đồ nó ra sao, cách kiếm thu nhập như thế nào? Nhưng trước mắt chúng ta phải hiểu là SMA là một tín hiệu để cho chúng ta giao dịch, và tín hiệu này có tốt thì chúng ta mới tiếp tục, đúng không ạ? Và SMA signal, đúng không ạ? Và chúng ta tìm hiểu về SMA, nó là một cái app, đúng không ạ? Chúng ta được thông báo euro bằng anh ra sao, đúng không ạ? Đó là cái cách để chúng ta tư duy.